Buổi tập chiều 15 tháng 4 tại Qatar, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn công bố thủ quân U23 Việt Nam, người hâm mộ bất ngờ. Chiều nay, ngày 15 tháng 4, trên sân Al Essan, không khí tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đặc biệt nghiêm túc và hứng khởi khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận đấu ra quân gặp U23 COE vào ngày 17 tháng 4. Sau khi công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, Buổi tập chiều nay đã trở thành dịp để thử nghiệm đấu pháp và đội hình, đồng thời cũng là lúc để xác định tinh thần và sự gắn kết của các cầu thủ. Trước khi bước vào nội dung chính của buổi tập, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức một số mini game trong phần khởi động nhằm giải tỏa áp lực và tạo không khí vui vẻ, làm tăng sự đoàn kết trong đội. Tiếng cười và sự chân thành của các cầu thủ trong phần khởi động làm minh chứng cho thấy mọi người đều đang rất hào hứng và sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Tuy nhiên, khi chuyển sang phần chia đội đá đối kháng và tập luyện trên toàn mặt sân, không khí trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các thành viên của ban huấn luyện đã đưa ra những yêu cầu rất cao, nhấn mạnh vào việc khắc phục những điểm yếu còn tồn đọng và hoàn thiện lối chơi. Mục tiêu là để đội có thể thích ứng nhanh nhất với mọi tình huống trên sân và tối ưu hóa hiệu quả tấn công cũng như phòng ngự. Điểm nhấn của buổi tập chiều nay là việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn công bố thủ môn Quan Văn Chuẩn là thủ quân mới của U23 Việt Nam. Ba đội phó gồm Lương Duy Cương, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt. Sự lựa chọn này không chỉ dựa trên kinh nghiệm mà còn bởi sự ổn định và uy tín mà Quan Văn Chuẩn đã thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình. Với bề dày thành tích ấn tượng từ việc đại diện cho U23 Việt Nam tại nhiều giải đấu quốc tế đến việc cùng đội vô địch U23 Đông Nam Á. Văn Chuẩn đã chứng tỏ được khả năng lãnh đạo và sự tin cậy mà một thủ quân cần có. Nhận kỷ niệm trương và cờ lưu niệm tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 từ AFC, Quan Văn Chuẩn đã thể hiện sự tự hào và cam kết dẫn dắt U23 Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất có thể tại giải đấu. Sự kiện này không chỉ là một vinh dự lớn đối với anh mà còn là nguồn cảm hứng cho các đồng đội tiếp tục nỗ lực và chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Chia sẻ với truyền thông sau buổi tập, tân thủ quân U23 Việt Nam cho biết, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở toàn đội cần phải chơi bóng nhanh hơn và thực dụng hơn. Đội cần phải kiểm soát bóng tốt hơn, chuyển đổi trạng thái nhanh để tấn công, tạo ra cơ hội cho tuyến trên ghi bàn. Văn chuẩn tiết lộ thêm, phương án của thầy từ trước đến giờ là phòng ngự phản công. Chúng tôi cũng theo thầy từ rất lâu rồi nên hiểu rõ vấn đề mà thầy đưa ra và muốn chúng tôi thực hiện Trước đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi lối chơi đã truyền thụ cho các học trò xuyên suốt từ lứa U17 đến U23 mà ông từng dẫn dắt. Lối chơi phòng ngự phản công từng được xem là chìa khóa thành công của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Mỗi khi đối đầu đối thủ mạnh ở giải châu Á, kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018 là minh chứng rõ nét nhất. Đến thời huấn luyện viên Philippe Troussier các đội tuyển Việt Nam được hướng theo lối chơi thiên về tấn công, song không thành công. Vì vậy, việc người kế nhiệm Hoàng Anh Tuấn chọn lại phương án phòng ngự phản công ở giải U23 châu Á lần này được cho là phù hợp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và sự lãnh đạo từ đội trưởng Quan Văn Chuẩn đang hướng tới trận gia quân với một niềm tin chiến thắng cao độ. Các cổ động viên của U23 Việt Nam chắc chắn đang rất mong chờ màn trình diễn của đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục cũng như phải cải thiện đấu pháp chiến thuật. Khả năng phòng ngự của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được ghi nhận có sự tiến bộ, song việc triển khai tấn công và giữ điểm vẫn chưa nhuần nhuyễn. Ở cấp độ châu Á, U23 Việt Nam từng giành ngôi á quân năm 2018. Vì vậy, nhiệm vụ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là không chỉ đưa U23 Việt Nam đạt thành tích cao mà còn phải trình diễn đẹp để tìm lại niềm tin nơi khán giả nhà. Dưới thời cựu huấn luyện viên Philippe Chuzier, thành tích thi đấu của U23 Việt Nam lẫn tuyển quốc gia ở sân chơi quốc tế xa sút rất nhiều. Ở trận giao hữu mới đây với U23 Jordani, U23 Việt Nam thành công khi giữ sạch lưới trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng rõ ràng chưa biết cách tạo đột biến trước đối thủ mạnh có trong tay lực lượng tinh nhuệ với nhiều tài năng trẻ từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dễ dàng xây dựng đội hình và áp dụng các đấu pháp chiến thuật phù hợp. Vấn đề là ông cần giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin do dưới thời huấn luyện viên Chu Jie, họ thường bị bố trí đá trái sở trường. Hai nghịch lý của đội tuyển U23 Việt Nam trước giải châu Á. Hai ngày nữa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng chung kết U23 châu Á với mục tiêu cao cả lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng trước hết huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có câu trả lời cho hai bài toán nghịch lý đang tồn tại. Thất bại trước huấn luyện viên Sin Thế Dũng của Indonesia đã khiến chiến lược gia người Pháp Philippe Chuje phải trả giá bằng chiếc ghế của mình và nhường chỗ cho một người đánh bại chính Sin Thế Dũng để giành danh hiệu duy nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2023, huy chương vàng U23 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Nhà cầm quân quê Khánh Hòa sẽ thay Phù Thủy trắng dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 khởi tranh từ 15 tháng 4 tại Qatar. Tối 26 tháng 3, ngay sau trận thua Indonesia 0-3 trên sân nhà Mỹ Đình, VFF đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chu Diê. Trưa 28 tháng 3, VFF chính thức công bố trao quyền dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải châu Á cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tối 28 tháng 3 ông Tuấn Con có động thái đầu tiên, yêu cầu VFF liên hệ ngay với tiền đạo Võ Nguyên Hoàng để làm visa. Trần Sút đang thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa, nằm trong danh sách 5 cầu thủ được triệu tập bổ sung, không có tên trong danh sách sơ bộ 50 người huấn luyện viên Chu Jie gửi lên AFC. Những cái tên còn lại bao gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Trần Nam Hải, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Thành Khải. Trong đó, Nam Hải của Sông Lam Nghệ An đang dính chấn thương gân Asin và cần thời gian điều trị, qua đó lỡ hẹn với vòng chung kết U23 châu Á. Thanh Khải đang khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng là gương mặt mới toanh, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87. Còn lại ba cái tên Mạnh Hưng, Đức Việt và Nguyên Hoàng đều đóng vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nếu không muốn nói là khả năng cao đá chính, với võ Nguyên Hoàng, anh được trao chiếc áo số 10, số áo cực kỳ quan trọng với hầu hết các đội bóng. Khả năng có tên trong đội hình xuất phát của chân sút sinh năm 2002 là rất lớn khi hai trò cưng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là Thanh Nhàn dính chấn thương, Đinh Xuân Tiến không được triệu tập đợt này. Từ một cầu thủ châu rìa với giải bóng đá trẻ lớn nhất cấp độ châu lục, chỉ trong 48 giờ đồng hồ, số phận của Võ Nguyên Hoàng đã thay đổi 180 độ. Hoàn toàn không phải nói quá khi cho rằng phong độ của Nguyên Hoàng sẽ đóng vai trò lớn cho mục tiêu tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nguyên nhân của nghịch lý này xuất phát từ kế hoạch của ban huấn luyện trong năm 2023 khi chia hai đội U23 Việt Nam cho hai mục tiêu khác nhau. Một đội chuẩn do huấn luyện viên Chu Jie đảm nhiệm tham dự vòng loại U23 châu Á để giành vé đi Qatar. Một đội với nòng cốt U20 do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, chinh chiến U23 Đông Nam Á đã giành chức vô địch và dự ASEAN 19 dừng bước từ vòng bảng. Mỗi huấn luyện viên có một triết lý chiến thuật riêng, dẫn đến tệp cầu thủ lựa chọn cũng có sự khác biệt. Nhưng giờ khi đội tuyển U23 Việt Nam là một được tập hợp từ những cái tên tốt nhất, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong vai thuyền trưởng đã lựa chọn những cầu thủ phù hợp với lối chơi của mình, trong đó có Võ Nguyên Hoàng. Song song với nghịch lý của những sao trẻ bất ngờ được chọn, có những vị trí vững chắc như núi lại bất ngờ lung lay. Đó là trường hợp của tiền vệ sinh năm 2003 Nguyễn Thái Sơn, đồng đội của Võ Nguyên Hoàng tại câu lạc bộ Thanh Hóa. Tháng 1 vừa qua, anh được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2023 vì sự tiến bộ vượt bậc. Thái Sơn từ một cầu thủ vô danh đã bước ra ánh sáng dưới thời huấn luyện viên Chu Jie. Ngay ở giải đấu quan trọng đầu tiên là SEA Games 32, cầu thủ này đã chính 5 trên 6 trận và đóng góp một bàn thắng. Lần duy nhất Thái Sơn dự bị là trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng, trận cầu thủ tục khi cả hai đội đã giành vé đi tiếp. Tiền vệ Thanh Hóa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Syria. Kể từ đó, anh góp mặt trong mọi trận đấu của đội tuyển quốc gia trừ trận giao hữu gặp Palestine vì bị điều chuyển lên U23 đá vòng loại châu Á. Tính riêng các trận đấu chính thức, vòng loại World Cup, Asian Cup, Thái Sơn đều đá chính. Công thức của huấn luyện viên Chu Jie nơi hàng tiền vệ luôn là Thái Sơn cộng 1, dù đó có là Tuấn Anh hay Hùng Dũng, Hoàng Đức. Nhưng dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì không. Cần biết bộ đôi tuyến giữa luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc điều tiết lối chơi của cả đội bóng và sẽ luôn có từ 1 đến 2 cầu thủ không thể thay thế. Với ông Tuấn con, người đó là Đức Việt, cầu thủ không có tên trong danh sách sơ bộ của huấn luyện viên Chu Ji. Thái Sơn không tham dự vòng chung kết U23 Đông Nam Á, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi vô địch sau khi vượt qua U23 Indonesia của huấn luyện viên Sinh Thê Dông trong loạt đấu súng ở giải đấu kế tiếp là ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc, Thái Sơn dự bị cả 3 trận vòng bảng. Anh được tung vào sân lần lượt ở các phút 63 trước Ả Rập Xê Út, phút 70 trước Iran và phút 41 trước Mông Cổ. Trong cả 3 trận, bộ đôi đá chính khu trung tuyến của đội tuyển Olympic Việt Nam là Đức Việt và Đức Phú. Vẫn có khả năng Thái Sơn sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam tại giải châu Á. Cũng có thể là ông Tuấn chỉ không sử dụng Thái Sơn bởi chưa có cơ hội. Nhưng rõ ràng với thời gian tập trung không nhiều và phải tốn rất nhiều công sức để lựa chọn những cái tên phù hợp, khả năng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thay đổi bộ khung tuyến giữa là quá mạo hiểm. Cùng với tiền vệ sinh năm 2003, một cái tên nữa chắc suất đá chính ở độ trẻ của huấn luyện viên Chu Diê nhưng khả năng sẽ dự bị đó là Văn Tùng chân sút ghi 5 bàn sau 4 trận tại SEA Games 32, thậm chí không được triệu tập ở danh sách ban đầu mà chỉ được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bổ sung khi Thanh Nhàn dính chấn thương. Như đã nói, thử thách của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ rất khó khăn. Ông chỉ có ít ngày từ lúc được trao vai trò thuyền trưởng U23 đến khi giải đấu bắt đầu bởi bản thân sự xuất hiện của ông vốn đã là điều không bình thường. Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ ngày 5 tháng 4 và có khoảng hơn một tuần luyện tập chuẩn bị trước màn ra quân gặp đội tuyển U23 COE. Chưa kể ông Tuấn phải dành nhiều thời gian để động viên, nâng cao tinh thần, tâm lý toàn đội, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia sau những thất bại liên tiếp đá 11 trận thua 10. Nhưng ngược lại, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể hài lòng bởi ông đang sở hữu những cầu thủ phù hợp nhất cho lối chơi của mình. Chiến lược gia 55 tuổi hiểu rõ khả năng của các học trò để đưa ra chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu. Bên cạnh đó, lợi thế của nghịch lý xuất phát từ kế hoạch chia team không thành công của huấn luyện viên Chu giờ đây khiến đội tuyển U23 Việt Nam trở nên khó lường hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng áp dụng sơ đồ ba trung vệ như huấn luyện viên Chu nhưng cách triển khai sẽ rất khác biệt với những con người hoàn toàn khác. Huấn luyện viên người Pháp thích duy cường đá trung vệ, Thái Sơn đá giữa và Văn Tùng đá tiền đạo thì ông Tuấn con đặt niềm tin vào Mạnh Hưng, Đức Việt hay Nguyên Hoàng. Ngay cả Đình Bắc, cái tên được cả hai huấn luyện viên tin dùng cũng đóng vai trò khác nhau trong đội hình. Huấn luyện viên Chu Diê luôn xếp Đình Bắc chưa tiền đạo. Còn trong sơ đồ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Trần Sút người Quảng Nam thường chơi dọc biên phải, Quỳnh Bắc trong sơ đồ 3-4-3. Trong ngày ra mắt truyền thông trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam, ông Tuấn nhận xét về đối thủ ngày ra quân rằng: "Cô Ad là đội bóng chúng ta ít gặp, nhưng những thông số, thông tin của họ đá vòng loại, các trận giao hữu đang được nghiên cứu kỹ. Việt Nam không hiểu rõ Cô thì ngược lại đối thủ cũng mù mờ về chúng ta. Ông Tuấn cũng nói, bảng đấu này không có đối thủ nào dễ dàng nhưng chúng tôi tự tin có cơ hội lớn đi tiếp. Một đội bóng có ít sự chuẩn bị, lực lượng chắp vá với một huấn luyện viên đáng lẽ không xuất hiện đang được giao nhiệm vụ lớn lao tìm lại niềm tin của người hâm mộ cũng là một nghịch lý. Và ngày mai bắt đầu từ U23 Việt Nam, không bao giờ từ bỏ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, luôn luôn chiến đấu đến cùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào giờ là những định lý mà thầy trò huấn luyện viên hoàng anh tuấn cần nỗ lực chứng minh